logo mới của Vinamilk, cư dân mạng chia phe khen chê gay gắt. Logo Vinamilk vừa thay đổi đang là đề tài hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời netizen cũng bùng nổ tranh cãi, khen chê gay gắt về logo này. Mới đây, công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk có buổi công bố về nhận diện thương hiệu mới của mình. Cụ thể, logo của thương hiệu này được chuyển từ dạng hình ảnh kết hợp chữ viết thành hoàn toàn theo dạng chữ Wordmark, mang cảm giác hiện đại và đơn giản hơn. Theo giải thích từ đại diện hãng, chữ Vinamilk được viết nét tay, tổng thể logo đơn giản mà táo bạo. Ẩn trong logo mới là nét cười ở chữ Y và hình ảnh giọt sữa ở phần bụng chữ A. Dưới chân biểu trưng mới là chữ S 1976 viết tách rời nhau. Tất cả phần chữ được thể hiện bằng màu trắng, sử dụng nền xanh tím, màu xanh lam pha sắc đỏ, khá tối. Sự thay đổi trong thiết kế logo mới của Vinamilk đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý, trong đó có không ít những ý kiến tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Phần lớn netizen khen ngợi và hài lòng về bước đi mới của Vinamilk, họ cho rằng logo mới đơn giản, bắt mắt và dễ nhìn. Tài khoản NH chia sẻ, logo mới này nếu đặt lên các sản phẩm của Vinamilk có thể dễ nhận diện hơn logo cũ. Đồng tình với ý kiến trên, tài khoản khác tên QH cũng chia sẻ quan điểm, không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thấy đẹp, đơn giản và sang, nhìn tươi hẳn, ủng hộ Vinamilk. Bên cạnh netizen khen bước đi mới của Vinamilk, phần đông người dùng phổ thông lại không hài lòng. Nhiều ý kiến cho rằng màu xanh tím do hãng lựa chọn không bắt mắt, đặc biệt khi sử dụng trên bao bì sản phẩm. Trẻ nhà mẫu cũ đang đẹp với quen mắt bao nhiêu năm nay, màu sắc không bắt mắt, cũ đẹp hơn, là những bình luận của cư dân mạng. Hoặc việc đặt hai cụm S và 1976 nằm cách xa nhau ở dưới tên thương hiệu cũng gây tranh cãi.